Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách sơ chế nha đam một cách nhanh và sạch nhớt. Thì đây là nha đam nhà mình trồng. Thì nha đam này là loại nha đam giống thường thôi, nên cây nó cũng nhỏ chứ không có lớn. Thì bây giờ mình sẽ dùng dao mình cắt mấy cái bẹ ở phía dưới. Thì nha đam này không có thuốc gì hết nên nó cũng có những bẹ nó cũng bị sâu không có đẹp lắm. Rồi mình cắt tiếp nữa. Nha đam này nó rất là tốt. Trồng nó là loại cây ưa nắng nên là mình cũng ít có tưới. Đây là nha đam mình cắt nè, mình cắt được vài bẹ. Thì sau đó mình sẽ đem các nha đam này mình đi rửa sạch mủ. Thì rửa sạch những cái bụi bẩn dính trên cái lá nha đam này. Rồi mình rửa nó. Rửa từng bẹ cho sạch. Mình rửa sạch cái mủ ở phía phần dưới của cái bẹ lá. Rồi mình rửa lại lần nữa cho nó sạch để hồi mình cắt nó không có bị dơ cái nha đam. Giờ mình lấy dao, mình sẽ cắt ở hai bên cái mép lá. Mình dùng cái dao bản mỏng và bén á, mình cắt thì nó sẽ dễ hơn, không cần phải dùng thớt. Rồi mình cắt tiếp một cái dưới cái phần cái lá đó, mình cắt đi, mình bỏ đi một cái phần màu xanh. Cái màu sâu thì mình sẽ bỏ, cái này nó xấu thì mình cắt mình bỏ đi. Rồi sau khi mình cắt xong rồi á thì mình sẽ dùng cái dao á, mình khứa nhẹ nhẹ trên cái nha đam, cái lá nha đam này mình khứa đường ngang. Rồi mình khứa những cái đường ngang nhỏ lớn tùy theo cái mục đích mà mình làm cái món ăn. Rồi mình cắt, lỡ như nó có đứt cũng không sao hết. Rồi mình cắt đường dọc xuống, mình cắt nhiều đường dọc thì nó sẽ nhỏ hơn. Rồi tiếp tục mình sẽ cắt tương tự như vậy đối với những cái bẹ lá khác, những cái lá nha đam khác cũng cắt tương tự như vậy. Cắt hai đường hai bên mép lá, rồi một đường ở phía cái màu xanh của cái lá đó mình cắt luôn. Cái chỗ nào mà mình cắt chưa có hết cái màu xanh thì mình sẽ cắt lại. Vậy cái phần màu xanh này là ăn không có tốt cho sức khỏe, nó bị đắng nữa. Cho nên là mình sẽ bỏ hết cái phần màu xanh của cái lá nha đam. Rồi lần lượt mình cũng làm tương tự như lúc nãy. Mình cũng cắt đường ngang. Mình muốn cái hạt nha đam mình nhỏ thì mình cắt những cái đường ngang sát sát nhau thôi. Rồi mình cắt nhẹ nhẹ tay thôi. Rồi mình cắt đường ngang. Tiếp tục cắt những cái đường ngang, cắt đến hết lá luôn. Rồi gặp cái chỗ nào có màu xanh thì mình sẽ cắt, mình bỏ cái phần màu xanh đó. Rồi mình cắt tới chót cái phần lá luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục, mình cũng làm những cái đường dọc xuống. Mình làm nhỏ thì mình những cái là làm những cái đường, chẻ những cái đường dọc xuống sát sát nhau là cái hạt lựu của mình cắt ra nó sẽ nhỏ thôi. Làm cái này dễ lắm, cắt cỡ nào hồi cái mình dùng muỗng mình nạo nó ra là nó, cái hạt lựu nó y chang như cái những cái đường cắt của mình à. Rồi xong một bẹ nữa. Rồi là mình đã cắt xong mấy cái bẹ nha đam của mình rồi đó. Nãy mình rửa sạch cho nên cắt xong thì nha đam rất là sạch. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ chuẩn bị một cái thau. Để nó sạch nhớt á, thì mình sẽ dùng một cái chất chua, mình sẽ dùng tắc. Mình nặn vô tắc hay là quả hạnh hay quả tứ quý á các bạn. Rồi mình nặn vô khoảng chừng 4-5 quả gì đó. Mình lấy cái tay mình hứng cái hạt lại luôn, mình không cần phải lượt nữa. Tại hồi nữa mình còn rửa lại một lần nữa với nước, nhiều lần với nước nữa chứ. Rồi mình nặn khoảng chừng 4-5 trái gì đó. Mình nặn vô cái thau. Cái thau này mình cho một tí xíu nước thôi, mà không cho nước cũng được. Hoặc là mình dùng chanh cũng được nha các bạn. Này mình có tứ quý, nước chua nên là mình để
Ở quê mình gọi là trái tứ quý, người ta gọi là quả hạnh, quả tắc. Cái hột nào còn sót đó thì mình sẽ vớt ra, rồi sau đó mình để vào cho nó không bị nhớt nữa thì mình cho thêm muối. Này mình dùng muối bọt luôn. Giờ mình đã chuẩn bị xong cái thau này có muối và nước tắc rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái muỗng mình nạo cái lá nha đam. Hồi sớm mình cắt ở trên cái lá rồi đó, mình nạo nó ra. Rồi. Nạo rất là dễ luôn. À, chỗ nào nó bị đứt đó thì mình cứ nạo lại thôi. Làm rất là nhanh. Rồi mình tiếp tục mình dùng muỗng mình nạo đối với những bẹ còn lại. Thì khi mình nạo xong rồi á thì mấy cái nha đam này nè, nó nhỏ nhỏ như hạt lựu đó. Làm cách này rất là nhanh. Rồi tiếp tục một bẹ nữa mình cũng nạo nữa. Mình cũng dùng muỗng mình nạo. Rất là dễ làm các bạn thử làm đi. Cái này làm nó rất là nhanh nhanh chóng luôn. Rồi là mình đã làm xong mấy cái bẹ lá nha đam rồi các bạn. Này nha đam của mình nè, giờ nó có hạt nhỏ 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 như những cái đường mình cắt nè. Hồi nãy mình cắt có cái thì mình cắt cái đường nó hơi to cho nên cái nha đam nó hơi to, còn có cái thì mình cắt nhỏ. Rồi tiếp tục á là mình sẽ rửa lại nhiều lần với nước sạch. Mình rửa trên giờ nước hay là mình rửa luôn. Cái này mình rửa nhiều lần nha các bạn, tại vì nó có muối với có tắc đó, nó nếu mình rửa không sạch á thì nó sẽ bị chua nữa. Mình rửa này, rửa xong rồi là nha đam này nó rất là sạch nhớt luôn. Rồi mình rửa nhiều lần, mình rửa là mình chà chà vậy với vòi nước. Rồi giờ các bạn nhìn thấy là nha đam bây giờ nó đã sạch nhớt rồi đó, mình chỉ rửa lại cho nó sạch luôn cái vị của trái tắc đó. Đúng thôi, mình rửa không sạch là nó có vị chua của cái tắc nó dính vào trong nha đam các bạn. Cách sơ chế này là rất là nhanh hiệu quả mà nó sạch nhớt nữa. Và các bạn nhìn thấy là nha đam nó trong hơn rồi đó, nó trong và nó sạch nhớt luôn rồi. Mình chỉ rửa lại cho nó sạch cái vị chua của tắc thôi. Nó nha đam rất là trong luôn. Và sạch nhớt luôn rồi các bạn. Vậy là mình chỉ rửa sạch với cái vòi nước nữa thôi. Mình rửa một chút xíu nữa là được rồi. Rồi đã xong rồi đó. Nha đam trong và sạch nhớt. Rồi giờ để cho nha đam nó giòn hơn á thì mình sẽ lấy nước đá. Lấy nước đá rồi mình cho nhiều nước đá một tí rồi mình để nha đam vào trong nước đá này thì nha đam này nó sẽ giòn hơn khi mà mình dùng nó mình nấu nấu nước nha đam hay là mình dùng làm các cái món khác cũng được, làm sữa chua vậy đó, mình để nha đam vào á. Rồi việc để gì thì nó giòn hơn. Nếu mà mình không có để vào đá, mình để nha đam ở ngoài rổ á thì nha đam nó sẽ ra hết nước luôn và nha đam nó sẽ bị teo lại. Rồi thêm nữa là nó không có giòn nữa, nên là mình sẽ để nha đam vào trong đá như vậy thì nó sẽ giòn hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ đã xong rồi, mình để vào đây, đợi khi nào mình chế biến á, mình chuẩn bị mình để vào trong nồi á thì mình sẽ cho nha đam nó ra một cái rổ luộc. Rồi giờ mình lấy cái rổ luộc nè, mình cho ra nha đam ra cái rổ luộc rồi mình luộc lại. Rồi để đó khi khi nào mà mình sắp nấu nha đam á, nước nó sôi rồi thì mình để cái nha đam này vào là xong.
Thì mình đã chia sẻ cái cách sơ chế nha đam xong rồi đó các bạn. Thì các bạn làm theo cách này thì nha đam nó sẽ sạch nhớt và trong giòn nữa. Thì chúc các bạn sơ chế nha đam thành công nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi.